Xin chào quý vị và các bạn, mình đang đứng trước cái một cái barber shop, có nghĩa là một cái chỗ cái tiệm cắt tóc. Và đợt này mình đi là một cái tiệm cắt tóc da màu, bởi vì lần trước mình đã giới thiệu với mọi người về cái tiệm cắt tóc của Việt Nam hoặc là Hàn Quốc. Bây giờ mình muốn tìm hiểu xem cái nghề này thực sự làm ở các cái barber shop, là cái tiệm cắt tóc của người Mỹ, thì nó như thế nào. Thì mình có một cái anh bạn trong đây và bây giờ mình sẽ khám phá xem nha các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Đức Vũ Vlog. Xin chúc cho quý vị và các bạn cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hôm nay là cuối tuần rồi các bạn ha. Thì thông thường cuối tuần đó, nó thường là nó bận hơn là ngày bình thường. Ví dụ như mình từ sáng tới giờ mình đi chợ, đi công việc rồi tùm lum hết. Bây giờ là từ sáng tới giờ đi, từ giờ tới 4 giờ mới về tới nhà các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái gì? Thứ nhất là hồi nãy các bạn thấy một số cái hình ảnh liên quan đến cái nghề hớt tóc. Và hôm trước thì mình cũng có chia sẻ về cái nghề hớt tóc rồi, nhưng mà nó chưa có sâu ha. Thì hôm nay mình nói thêm một số cái quan điểm liên quan đến nghề hớt tóc. Thì lần trước mình cũng có nói, nhưng mà tùy theo cái tiểu bang mà các bạn định cư. Nhưng mà để nói về vấn đề này á, thì chúng ta sẽ quay lại cái mà mình đã từng chia sẻ là những công việc cần chuẩn bị trước khi đi đến Mỹ. Thì mình có một cái bài liên quan đến 7T, mới đầu là 6T 6T thì giờ thành 7T. 7T khi mà cần chuẩn bị trước khi đi Mỹ. Cái T thứ nhất đó là tinh thần. Thứ hai là thái độ. Thứ ba nó sẽ là tiền. Tinh thần, thái độ, tiền. Thứ tư là tấm bằng lái xe. Thứ năm là tiếng Anh. Thứ sáu là tìm hiểu cái nơi mà quý vị và các bạn sẽ đến để định cư. Và cái cuối cùng, cái thứ bảy á, là tìm học một cái nghề mà có thể làm được ngay khi qua Mỹ. Thì bây giờ mình sẽ nói tới cái nghề mà có thể làm được ngay khi qua Mỹ. Thì nó có rất là nhiều nghề các bạn. Thì có nhiều nghề. Thứ nhất đó là nghề nail, là làm nail, học nail trước. Thứ hai là nghề làm tóc. Thì nghề làm tóc hoặc là nghề thợ điện, hoặc là những cái nghề khác, mà nghề khác thì mình cũng đã từng nói rồi. Thì cái nghề làm tóc á, là một cái nghề mà bạn có thể rất là dễ dàng khi mà xin việc. Bởi vì qua đây á, bạn chỉ cần thi, bạn lấy cái bằng và sau đó thì bạn sẽ làm để đi làm cho người ta. Thì ở đây á, nếu mà các bạn nào ở gần cái vùng người Việt thì các bạn có thể xin vào các tiệm người Việt. Thứ hai là ở các cái vùng mà không có người Việt thì mình xin vào các tiệm Mỹ. Thì mình đã chuẩn bị tiếng Anh rồi, cho nên là khi mà mình qua Mỹ để mình làm á, thì mình học thêm một chút xíu về cái khả năng về pronunciation, có nghĩa là cái accent của mình làm sao cho nó tốt. Thì không có cái nghề nào mà dạy nghề nào hết các bạn. Lý do tại sao? Bởi vì chỉ có nghề với dạy nghề thôi. Nghề dạy nghề là sao? Là bạn đi làm thì bạn tự động bạn sẽ nói tiếng Anh. Ví dụ như nghề nail thì nó có tiếng Anh cho nghề nail, nghề hớt tóc thì nó có tiếng Anh cho nghề nóc hớt tóc, và nó có chỉ những cái từ như vậy thôi. Thì các bạn sẽ dễ dàng học rồi. Thì khi mà học làm cái nghề này thì cái nghề này bên Mỹ các bạn, nó không phải là nhiều tiền lắm, nhưng mà đủ bạn trang trải cho cuộc sống của bạn khi mà bạn qua Mỹ. Và điều đó nó rất có ý nghĩa khi mà bạn mới, để bạn hòa nhập với một cái cuộc sống mới đó. Ví dụ như hồi xưa mình từ quê mà mình lên Sài Gòn thì mình cũng phải lăn lộn để làm rất là nhiều cái nghề khác nhau. Mặc dù lúc đó là mình lên Sài Gòn để mình học
ở nhà ông bà của mình đó, thì mình lên thì mình cũng phải đi làm rất là nhiều việc, từ dạy kèm cho đến tất cả những nghề khác, để làm sao mà mình có thể mưu sinh, hòa nhập với cuộc sống của Sài Gòn, và sau đó trở thành người Sài Gòner. Sài Gòner có nghĩa là mình nói là Sài người Sài Gòn. Thì mình muốn thay đổi một cái mới ha, thì mình phải tìm hiểu nó trước, và những điều đó nó sẽ làm cho mình rất là tự tin trong cuộc sống. Đó, thì hồi nãy mình có đi hớt tóc, các bạn thấy hớt tóc, các bạn thấy hớt tóc đẹp không? Đó, hớt cái đầu này hết giá nó là 20 đồng, bo thêm 5 đồng nữa là 25 đồng. Cái tiệm của Mỹ nó lại giá mắc hơn tiệm Việt Nam hoặc là tiệm Hàn Quốc, các bạn thấy không? Và nó rất là đông, thật sự là rất đông, và đặc biệt hôm nay là cuối tuần đó, ngồi đợi các đông lắm. May là mình có một cái hẹn trước, cho nên là nó đỡ đông. Thì xuất phát từ cái nghề này thì qua đây bạn chỉ cần thi lấy bằng để làm sao mà mình có được cái nghề. Cái thứ hai là khi mà mình thi lấy bằng xong á, thì mình đi làm, thì làm đâu cũng vậy, có thể làm cho người Việt, có thể làm cho người Mỹ, thì khi mà tay nghề của các bạn giỏi thì các bạn làm gì cũng được. Cái thứ hai là học tiếng Anh thì bạn đừng ngại, tại vì bạn qua bạn học ESL, đăng ký ở các trường ESL có thể miễn phí, có thể ở nhà thờ, có học ở một số các cái bang, ví dụ như bang mình đang ở thì nó có những cái tổ chức mà họ dạy miễn phí cho người Việt của mình, dành cho người lớn tuổi để học tiếng Anh. Tất cả những cái nghề đó mình cũng rất là dễ, các bạn không có xó. Và tiếng Anh dành cho nghề nghiệp thì nó dễ hơn nữa, là bạn tự động bạn đi làm cái một ngày hai ngày tự động là nó sẽ bổ sung cho mình, có nghĩa là giống như là nước mưa dầm thấm lâu, các bạn cứ hàng ngày một ngày 5-10 phút, 20 phút, 30 phút thì ngày nào mình nói thì nó sẽ tăng đó. Thì đó là nói về cái việc mà tự tin để chúng ta làm. Cái thứ hai á là bạn hỏi là cái nghề này nó sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nè. Thì hồi nãy mình có hỏi cái anh mà hớt tóc cho mình, thì anh nói là đủ sống, có nghĩa là ví dụ như mình đang tính toán bình thường như thế này đi, mình đang tính là chia 5 năm, mình đang tính con số rất là bình thường các bạn, chia 5 năm là sao, là một cái đầu 20 đồng, mình không tính tiền bo các bạn, mình không tính tiền bo. 20 đồng thì thợ lấy 5 đồng, xin lỗi, thợ lấy 10 đồng, còn lại 10 đồng là cái tiệm nó lấy. Rồi một ngày trung bình cắt tùy theo ngày đông thì có thể một ngày cắt trung bình cho nó 10 cái đầu cho nó dễ tính. Thì có nhiều ngày có ngày cắt hơn, có ngày, tại vì làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối, tùy theo cái tiệm, tùy theo nó mở, thì 7 giờ sáng ngày cắt 10 đồng thì bạn có được 100 đồng, đúng không? 10 đầu bạn có được 100 đồng là 100 đô một ngày. Cái này là mình tính bình thường nha các bạn, mình tính một cái rất bình thường hả. Rồi 100 đô một ngày thì bạn làm 5 ngày hoặc là 6 ngày thì 6 ngày bạn có 600 đô mà 600 đô mình không chưa tính tiền bo nha các bạn, 600 mình đến tới 4 tuần là khoảng 2.400. Thì nếu mà các bạn làm ở hãng khoảng 12 đến 15 đô thì nó cũng có 1.500 hoặc tới 2.000 đô thôi, thì 2.400 và bạn chi phí ít thì nó dư để bạn sống, có nhiều người hỏi là vậy thì ở bên Mỹ là tiền nhiều á, tiền bạn làm bao nhiêu thì đủ sống. Nó tùy theo các bạn là các bạn xài như thế nào, nó mới là quan trọng. Các bạn sử dụng xe cộ trả tất cả những thứ rồi như thế nào đó, thì các bạn xài càng ít thì các bạn trả ít, thì bạn ví dụ như có người làm bao nhiêu tiền thì đủ sống. Có người nói là giờ bạn trả tiền ít thì bạn làm 10 ngàn một tháng thì bạn đủ sống. Thì mình thấy các bạn làm 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 tùy theo thì đủ sống. Đủ sống là đủ trang trải, bạn mua xe đừng có xịn quá, rồi
Nhà thì bạn thuê tùy theo, chưa có nhà thì mình thuê nhà, còn nếu mà ai có nhà rồi, có bà con có người có nhà rồi thì tốt, thì đó là cái nghề hớt tóc. Và cái nghề hớt tóc mình thấy nó rất là dễ dàng cho các bạn nào mà mới qua. Thì ở đây có một số các anh mà ở Việt Nam đã làm nghề hớt tóc nè, ví dụ như cái mình thấy là anh Việt Khang nè, thì các bạn có thể tới chỗ anh Việt Khang để học nghề, hoặc là một số các cái chỗ mà hớt tóc á, chúng ta tới chúng ta học nghề. Và bây giờ cái viện tóc rồi nó nhiều lắm, chúng ta học cách đủ kiểu hết, kiểu nào cũng được hết. Thì bắt đầu khi mà cách đó thì tay nghề của mình nó càng ngày càng lên, làm nghề nào cũng vậy, chúng ta làm nhiều tay nghề của chúng ta sẽ càng ngày càng lên đó. Thì mình nói sơ về cái thu nhập của cái nghề này. Và khi đi làm á, thì từ từ, cái anh đó anh nói là từ từ, thì từ từ là sao, là chúng ta làm xong thì chúng ta bắt đầu, nếu mà tùy theo cái khu có người Việt nhiều hoặc người Mỹ nhiều thì chúng ta có thể mở tiệm ha. Thì mở tiệm á, đặc biệt là nếu mà gia đình nào á, mà có 2-3 người cùng làm nghề tóc với nhau thì khi mà mở tiệm nó rất là thuận tiện. Tại vì bây giờ bên này mình nói thật đó là bây giờ tìm thợ khó lắm các bạn, tìm thợ khó lắm. Ví dụ như là thật ra người Mỹ họ không thích làm cho người Việt, có nghĩa là nếu mà người Việt làm chủ thì họ không thích, chỉ có mình tìm thợ người Việt thôi. Mà thông thường các bạn cũng biết rằng thợ giỏi thì họ hay rảnh lắm. Mình nói chuyện với anh đó, anh nó nói vậy. Xin lỗi các bạn, ngồi đây mũi nó cắn quá. Cái mùa này mũi bên đây nhiều lắm, mũi nó cắn, xin lỗi các bạn nha. Mình ngồi gần trước nhà mình nó có hoa rất là đẹp đó. Thì cái nghề mình đang nói về làm chủ, thì từ từ mình cũng thể làm chủ. Mình nó có nhiều tiệm hớt tóc lắm các bạn. Và mình thấy đa số người Á của mình á, thì cái người mà Hàn Quốc, họ người Hàn Quốc á, họ mở ra cái barber shop rất là nhiều, là cái tiệm để hớt tóc. Thì hôm trước mình có nói về hớt tóc thì nó sẽ làm những cái quy trình là phải học và lấy bằng phải như thế nào, thì các bạn có thể xem lại cái video đó. Và hôm nay mình chỉ chia sẻ là và nhấn mạnh cho mọi người rằng là chúng ta hãy chuẩn bị trước. Tại vì sự chuẩn bị gì mà nó tốt thì khi mà đi qua bên đây chúng ta sẽ tự tin và chúng ta sẽ hòa nhập rất là nhanh. Thì hôm nay mình chia sẻ với mọi người về một cái đề tài, đó là cái nghề, những cái nghề nghiệp mà chúng ta có thể làm, mà có thể học trước, có thể chuẩn bị trước để qua Mỹ nó thuận tiện. Thì các bạn cũng biết cái kênh của mình hay nói về nghề nghiệp, về phát triển bản thân, về kinh nghiệm làm việc. Thì đây là một cái nghề mà mình nghĩ là đối với quý cô bác, quý anh chị nào mà muốn đi định cư ở nước ngoài và có một cái nghề để tìm ngay cho mình một công việc, thì nghề làm tóc, nghề hớt tóc là một trong những cái nghề mà rất là thuận tiện để quý vị có thể làm ngay. Rồi, cái video cũng đã dài rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tại vì ngồi đây nó hơi chói các bạn. Tại vì ngồi đây nó hơi chói mà. Bây giờ 5 giờ, 4 giờ mấy gần 5 giờ mà trời nó nắng quá. Mà ngồi ở đây mũi nó cắn. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Thì nhân là ngày cuối tuần thì xin chúc cho quý vị và các bạn nào đang ở Việt Nam thì sẽ là một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Còn đối với quý vị nào mà đang ở Mỹ thì có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nhân đây thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô bác, quý anh chị và các bạn, đặc biệt là những người luôn âm thầm giúp cho kênh của Đức Vũ. Cảm ơn quý anh chị đó rất là nhiều, cảm ơn các bạn đó rất là nhiều. Một lần nữa xin chúc cho quý vị ngày mới an lành. Life for sharing.